Hello students, welcome back to another video lesson of Ron's Global 12. My name is Trick and today I'll be guiding you through the next lesson of our book. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video bài giảng của Ron's Global 12. Thầy tên là Trick và một lần nữa thầy sẽ dẫn dắt các bạn qua đơn vị bài học tiếp theo của sách chúng ta. Now please take out your book and open it to page 40, where we will have another section for grammar in Unit 3, Customs and Culture. And the grammatical point that we will learn today is about modals in the past. After this lesson, you can use modal verbs to talk about past actions. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một vụ điểm về ngữ pháp có tên là động từ khiếm khuyết ở thì quá khứ. Và sau bài học này, các bạn có thể dùng động từ khiếm khuyết để nói về những cái hành động trong quá khứ. Let's start with exercise number one. Look at the photo. Where do you think this is? Chúng ta sẽ khởi động với bài tập số 1. Chúng ta cùng xem qua bức ảnh trên màn hình. Các bạn đoán xem bức ảnh này là ở đâu nhỉ? Và đây là đáp án gợi ý của thầy. Based on the photo, this appears to be a Japanese restaurant. The style of the lanterns and the general design of the building also suggest a traditional Japanese atmosphere. The text on the banner translates to, "Thanks to you, 30th anniversary." It looks like they are celebrating its 30th year of operation. Bức tranh này cho thấy một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản. Phong cách của những cái lồng đèn được treo trước nhà hàng hoặc là phong cách chung của cái thiết kế của nhà hàng cũng cho thấy một cái không khí rất là Nhật Bản, mang tính truyền thống. Dòng chữ trên cái banner được treo ở trước nhà hàng được dịch ra rằng nhờ các bạn, hoặc đây cũng là một cách chơi chữ, cũng có thể hiểu là cảm ơn các bạn, kỷ niệm lần thứ 30. Nó trông như có vẻ là nhà hàng đang tổ chức một cái buổi kỷ niệm, một cái buổi ăn mừng năm thứ 30 nhà hàng này đang hoạt động. Let's move on to exercise number 2. Listen and complete the dialogue. Qua bài tập số 2 này, chúng ta sẽ cùng nghe và hoàn thành một đoạn hội thoại giữa hai người bạn Joe và Tom nhé. Lesson 3D, exercise 2. Hi Tom, how was your trip to Japan? It was a disaster. I should have read about their customs beforehand. Then I might not have embarrassed myself so badly. Why? What happened? Well, Aki's parents took us to dinner one night. I had a really bad cold. Aki could have told me not to blow my nose in public. Everyone kept staring. They must have thought I was so rude. When Aki told me later, I felt terrible about it. I'm sure you needn't have done. How could you have known? Anyway, I bought a gift for Aki's parents. I sent it on Monday, so it should have arrived by now. I probably didn't need to send them anything, but I really wanted to apologize. Were you able to complete all the gaps? Now, let's check the answer. Number one, I should have read about their customs beforehand. Tôi đáng lẽ ra nên đọc về những cái phong tục của họ trước khi đi. Number two, then I might not have embarrassed myself so badly. Thì có lẽ tôi đã không gây xấu hổ cho bản thân mình đến như vậy. Number three, Aki could have told me not to blow my nose in public. Aki có thể đã nói cho tôi, có thể nên nói cho tôi đừng có xì mũi ở nơi công cộng. Number four, they must have thought I was so rude. Họ chắc chắn đã nghĩ rằng tôi thật là bất lịch sự. Number five, so it should have arrived by now. Thì có thể nó đã nên đến nơi vào lúc này rồi. Các bạn có thể thấy những từ chúng ta điền từ 1 đến 5 đều là những modal verb, đều những là động từ khiếm khuyết. Chúng ta cùng tìm hiểu xem điểm ngữ pháp về động từ khiếm khuyết của hôm nay là gì nhé. Exercise number 3. Read the learn this box. Match the modal verbs from exercise 2 with the rules. Bài tập số 3 này chúng ta sẽ có hai nhiệm vụ
Đầu tiên là mình sẽ cùng tìm hiểu khung Learn This và sau đó chúng ta sẽ nối những cái động từ khiếm khuyết ở bài tập số 2 với những cái quy luật từ A đến E trong khung Learn This. Chúng ta cùng tìm hiểu khung Learn This của bài học ngày hôm nay nhé. Modals in the past, động từ khiếm khuyết trong quá khứ. A. We use may not, might not, could have, plus past participle to speculate about the past. We don't use couldn't have, plus past participle in this way. Chúng ta có thể dùng những từ như là may not, might not, could have cùng với quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ các bạn có thể hiểu đó là verb free hoặc là verb ed để suy đoán về những cái tình huống trong quá khứ. Chúng ta sẽ không sử dụng couldn't have với quá khứ phân từ theo cái cách này. Chúng ta có một ví dụ sau. She might have been worried about something. Cô ấy có thể đã lo lắng về một điều gì đó. Thì đây là một cái suy đoán về một cái tình huống trong quá khứ. B. We use should, shouldn't have, plus past participle or ought not to have, plus past participle to say what the right or wrong way to behave was. Chúng ta sẽ dùng should, shouldn't have cùng với quá khứ phân từ, hoặc là ought to have, hoặc là ought not to have cùng với quá khứ phân từ để nói về cái cách đúng hoặc là sai của một cái hành vi nào đó. Chúng ta có ví dụ. He shouldn't have left early. He ought to have stayed. Anh ấy đáng lẽ ra không nên rời sớm đến thế. Anh ấy đáng lẽ ra nên ở lại. Thì ở đây chúng ta đang nói về một cái hành vi nó nên hoặc là không nên xảy ra. Nói cách khác, nó đúng hoặc là nó sai. C. We sometimes use an exclamation with might have plus past participle or could have plus past participle, but not may have plus past participle or negative forms to tell somebody how we think they should have behaved. Chúng ta thường cũng sẽ dùng một câu biểu cảm với might have và quá khứ phân từ hoặc là could have và quá khứ phân từ. Nhưng chúng ta sẽ không dùng may have và quá khứ phân từ hay là dạng phủ định của những cụm từ này để nói rằng cái cách mà chúng ta nghĩ một người nào đó đáng lẽ ra nên phải xử sự như thế nào đó. Chúng ta có một ví dụ sau. You might have offered me a biscuit. I was starving. Bạn đã có thể mời tôi một cái bánh quy. Tôi đã rất là đói. Thì ở đây, với tình huống này, với một cái câu cảm thán, các bạn có thể thấy đây như là cái cách mình đang thể hiện ý kiến của mình về hành vi của hoặc là hành động của một người nào đó đáng lẽ ra nên phải như thế nào. D. We use must have plus past participle and can't, couldn't have plus past participle to make logical deductions about the past. Đối với must have và quá khứ phân từ và can't hoặc là could have và quá khứ phân từ thì chúng ta sẽ dùng những cụm từ này để đưa ra những cái suy diễn mang tính logic hoặc là những suy diễn mà chúng ta cho rằng hợp lý ở trong quá khứ. Chúng ta có ví dụ sau. They can't have known about the meeting. They must have misunderstood your email. Họ chắc không thể biết về cái buổi họp. Họ chắc hẳn đã hiểu lầm cái email của bạn. Ở đây, trong những trường hợp này, thường một dấu hiệu nhận biết là các bạn có thể thấy một cái ngữ cảnh mà chúng ta có dấu hiệu để suy ra những cái thông tin trên. Cho nên, chúng ta có một cái độ chắc chắn cao. Thì đó, chúng ta sẽ dùng must have, can't have hoặc là couldn't have nhé. Và cuối cùng, E. We use should have plus past participle and were supposed to plus infinitive to talk about things we expect to have happened. Chúng ta sẽ dùng should have cùng với quá khứ phân từ hoặc là cụm were supposed to cùng với động từ nguyên mẫu để nói về những thứ chúng ta nghĩ, chúng ta cho rằng nó đáng lẽ đã xảy ra. She left an hour ago, so she should have reached by now. Cô ấy đã rời một tiếng trước rồi, cho nên đáng lẽ ra cô ấy đã nên đến nơi. Hoặc là she was supposed to take the tickets with her. Cô ấy đáng lẽ ra nên cầm theo những cái tấm vé với cô ấy.
Now let's analyze some of the examples from exercise number 2 so you can understand better the rules that we have in this lesson. Chúng ta cùng xem qua một số những ví dụ ở bài tập số 2 để các bạn có thể hiểu rõ hơn những quy luật trong bài học này. Quy luật đầu tiên, rule A, chúng ta có thể dùng may not, might not, could cùng với have và quá khứ phân từ để suy đoán về quá khứ. Thì để suy đoán về quá khứ, chúng ta có ví dụ sau đây. I might not have embarrassed myself so badly. Tôi có lẽ đã không gây xấu hổ cho bản thân tôi đến như thế. Đây là một cái suy đoán của tác giả dựa trên một cái thông tin, một cái tình huống mà tác giả đã đưa ra ở trên. Đó là I should have read. Thì chúng ta sẽ phân tích cái tình huống này ở rule B. Nhưng mà ở đây tác giả đã suy đoán dựa trên tình huống đó và might not hoặc là may not có thể được dùng ở đây để thể hiện cái suy nghĩ của tác giả về một cái tình huống nào đó trong quá khứ. Và các bạn cũng chú ý đến cái form của cái cấu trúc một xíu nhé. Chúng ta sẽ có modal verb, động từ khiếm khuyết đi chung với not, có thể nó sẽ không đi chung với not tùy theo trường hợp. Và sau đó chúng ta sẽ có have và cuối cùng là động từ ở trong verb 3 hoặc là verb ed, hay còn gọi là quá khứ phân từ của chúng ta. Đối với rule B, chúng ta sẽ dùng những cái từ như là should, shouldn't have cùng với quá khứ phân từ, hoặc là ought to, ought not to have cùng với quá khứ phân từ để nói cái cách xử sự đúng hoặc là sai của một cái hành vi. Chúng ta có thể thấy ví dụ ở đây. I should have read about their customs beforehand. Tôi đáng lẽ ra nên đọc về những cái phong tục của họ trước khi đi. Thì ở đây, bạn mình đã đưa ra một cái tình huống là bạn mình đáng lẽ ra nên làm một cái gì đó, hoặc là cái right way to behave, cái cách xử sự đúng là như thế nào, là chúng ta nên đọc một số thông tin trước khi đi. Nói cách khác, trong thực tế, bạn mình đã không đọc thông tin và nó dẫn đến những tình huống đáng xấu hổ. Quy luật C cho chúng ta biết là mình có thể dùng câu cảm thán với might have và quá khứ phân từ, hoặc là could have với quá khứ phân từ để nói rằng cái cách chúng ta nghĩ một người nào đó nên xử sự. Ở đây chúng ta có thể thấy ví dụ. Archie could have told me not to blow my nose in public. Archie có thể hoặc là đáng lẽ ra đã nên nói cho tôi biết rằng tôi không nên xì mũi ở nơi công cộng. Thì ở đây bạn mình cũng đưa ra tình huống đó là okay, một cái cách xử sự đúng, một cái cách xử sự mà tác giả của bạn mình cho rằng Aki nên làm là khuyên bạn mình không có xì mũi ở nơi công cộng, nhưng mà trong thực tế thì Aki đã không làm thế. Đối với rule D, quy luật D, thì cho rằng must have cùng với quá khứ phân từ, can't, couldn't have cùng với quá khứ phân từ đưa ra những cái suy diễn mang tính logic về quá khứ. They must have thought I was so rude. Bởi vì chúng ta có một cái thông tin các bạn có thể thấy ở trên câu này. Everyone kept staring. Mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi hoài. Nên ở đây bạn mình đã có một cái suy diễn ở trong quá khứ dựa trên cái thông tin này. Đó là họ chắc chắn đã nghĩ rằng chúng tôi rất là... I'm sorry, họ chắc chắn đã nghĩ rằng tôi rất là bất lịch sự. Và cuối cùng, đối với quy luật E, should have cùng với quá khứ phân từ hoặc là were supposed to đối với động từ nguyên mẫu có thể dùng để nói về những cái điều mà chúng ta cho rằng đã xảy ra. Với ví dụ cuối cùng. So it should have arrived by now. Với một câu đầy đủ, I sent it on Monday. Tôi đã gửi nó vào thứ hai. Nó đáng lẽ ra đã nên đến nơi. Ở đây đang cho thấy một cái ý kiến của tác giả cho rằng một điều gì đó đáng lẽ đã nên xảy ra. Let's practice with exercise number 4. Underline the incorrect modal verb and replace it with a more suitable one. Sometimes more than one answer is correct. Bài tập số 4 này yêu cầu chúng ta cần phải nhận diện được những động từ khiếm khuyết sai và thay thế chúng bằng những động từ đúng. Đôi khi có nhiều hơn một đáp án có thể chấp nhận được. Chúng ta cùng xem qua những tình huống từ 1 đến 5
và nhận diện những động từ khiếm khuyết sai và thay thế chúng nhé. Number 1. They mustn't have seen Max. He's away on holiday. Câu số 1 này, chúng ta có thể thấy động từ khiếm khuyết đó là mustn't have. Và động từ này không được sử dụng đúng bởi vì với thông tin he's away on holiday, anh ấy đang đi nghỉ dưỡng, thì chúng ta có thể đưa ra một cái suy diễn logic dựa trên thông tin này. Và nếu suy diễn logic đó là ở dạng phủ định, chúng ta cần phải dùng một trong hai động từ khiếm khuyết sau đây. Can't have hoặc là couldn't have. Họ không thể nhìn thấy Max, anh ấy đang đi nghỉ dưỡng mà. Câu số 2. Joe knew about the strike. He must have warned me. Joe đã biết về cái cuộc đình công. Và động từ khiếm khuyết ở câu này sẽ là must have. Một đặc điểm chúng ta có thể nhận diện nữa, đây là một câu cảm thán với một dấu chấm than, exclamation mark, dấu chấm than ở đây. Cho nên chúng ta sẽ dùng một trong hai cái động từ khiếm khuyết này để thể hiện một cái hành động mà mình nghĩ đối phương nên làm. Might have hoặc là could have. Anh ấy có đáng lẽ ra đã nên cảnh báo tôi. Number 3. I couldn't have yawned when Tim told that story. It was a bit rude of me. Với động từ khiếm khuyết couldn't have, đây là trường hợp động từ khiếm khuyết không được dùng đúng. Với thông tin là it was a bit rude of me, nó hơi bất lịch sự vì tôi đã ngáp khi Tim kể câu chuyện đó. Một điều đã xảy ra và chúng ta cho rằng cái hành động đó không có đúng. Cho nên mình sẽ dùng shouldn't have hoặc là ought not to have. Tôi đáng lẽ ra không nên ngáp khi Tim kể câu chuyện đó. Number 4. It was so noisy. It's possible he ought not to have heard us. Chúng ta có động từ khiếm khuyết là ought not to have. Ở đây cũng có một dấu hiệu nhận biết giúp cho ta chọn động từ khiếm khuyết đúng, đó là cụm it's possible. Cụm it's possible thường dùng để đưa ra một cái sự dự đoán không chắc chắn, một khả năng điều gì đó có thể xảy ra. Và để nói về khả năng điều gì đó có thể xảy ra trong quá khứ, chúng ta có thể dùng may not have hoặc là might not have. Thì may not have hoặc là might not have đều được dùng ở phủ định. Nó có thể là tôi đã không... Nó có thể là anh ấy đã không nghe thấy chúng tôi. Và cuối cùng, number 5. I emailed Erin a year ago, so she can't have read it by now. Tôi đã gửi email đến Erin một tuần trước rồi. Với thông tin này, chúng ta có thể đưa ra một cái suy đoán dựa trên một thông tin mang tính logic. Thì mình có thể dùng she must have read it by now. Hoặc là mình có thể đưa ra một cái ý là mình cho rằng điều gì đó đáng lẽ ra đã nên xảy ra rồi. Đó là she should have read it by now. She ought to have read it by now. Là cô ấy chắc hẳn đã đọc cái email đó rồi. Now let's take a look at exercise number 5. Read the lookout box, then find examples of needn't have and didn't need to in exercise number 2. Bài tập số 5 này chúng ta sẽ cùng xem qua khung lookout, khung chú ý và tìm những cái ví dụ của hai cái modal verb in the past, động từ khiếm khuyết trong quá khứ, đó là needn't have và didn't need to ở bài tập số 2. Thì chúng ta cùng xem coi sự khác nhau giữa hai cái động từ khiếm khuyết này là gì nhé. Lookout, needn't have, didn't need to. Number 1. We use needn't have plus past participle to say an action that was done was unnecessary. Chúng ta dùng needn't have cùng với quá khứ phân từ để diễn tả một cái hành động mà nó đã được thực hiện rồi, nhưng nó không cần thiết. Chúng ta có ví dụ sau. The cafe isn't open yet. I needn't have got here so early. Cái quán cà phê chưa có mở cửa. Tôi không cần thiết phải đến đây sớm đến vậy. Thì trong tình huống này, các bạn có thể thấy là bạn mình đã đến cái quán cà phê rồi và bạn mình cho rằng cái hành động này không cần thiết. Đối với câu số 2, we used didn't need to plus infinitive to say an action was unnecessary, whether or not it was done.
chúng ta sẽ dùng didn't need to cùng với động từ nguyên mẫu để nói rằng một cái hành động nó không cần thiết. Chúng ta không quan trọng là hành động đã được làm rồi hay là chưa làm. Chúng ta có ví dụ sau. The bus stopped nearby, so I didn't need to walk far. Cái xe buýt nó dừng ở gần đây, cho nên tôi không cần phải đi xa. Thì đối với tình huống số 2, chúng ta không quan trọng là bạn này đã đi xa chưa hay là bạn này vẫn còn ở đó. Cho nên chúng ta sẽ dùng didn't need to chỉ đơn giản thể hiện cái hành động này là không cần thiết. Chúng ta không cần quan tâm là hành động này đã được thực hiện hay là chưa thực hiện. Let's take a look at the example so that we can understand the rules better. Một lần nữa chúng ta cùng xem qua những ví dụ để có thể hiểu những cái quy luật này rõ ràng hơn nhé. Đối với quy luật số 1 chúng ta có thể thấy ví dụ nằm ở đây. I'm sure you needn't have done. Tôi chắc rằng bạn không cần phải làm như thế. Thì trong tình huống này, bạn mình đã làm cái hành động đó rồi. Và đây là một cái ý kiến mà Joe đang nói thôi, là tôi nghĩ bạn không cần phải làm như vậy. Đối với chữ needn't have, thể hiện là bạn mình đã thực hiện cái hành động đó rồi. Với cái quy luật số 2, I probably didn't need to send them anything. Tôi có lẽ không cần phải gửi họ bất cứ cái gì đâu. Đối với trường hợp này, thì chúng ta không biết được là bạn mình đã gửi hay chưa gửi dựa trên chỉ câu này thôi. Bởi vì didn't need to không có quan trọng là hành động đó đã được làm hay chưa. Nó chỉ thể hiện sự không cần thiết phải làm hoặc là không làm hành động nào đó. Nhưng mà dựa trên cái ngữ cảnh khi chúng ta nhìn một số những câu kế bên, I sent it on Monday, so it should have arrived by now. Thì mình dựa trên câu này, mình cũng biết là bạn mình đã gửi món quà đó rồi. Và cái việc làm đó không cần thiết. Thì giữa hai cái cụm từ needn't have và didn't need to, thì các bạn có thể nhận thấy cụm didn't need to có thể nó sẽ flexible hơn, nó linh hoạt hơn, dùng cho nhiều trường hợp hơn. Với cụm needn't have thì chúng ta sẽ dùng cho những cái tình huống mà chúng ta đã làm hành động đó rồi và chúng ta nhìn lại thấy hành động đó không cần thiết. Now it's your turn to explain the difference when we use different modal verbs in this situation. Các bạn thử giải thích xem mình có nhận biết được sự khác nhau khi chúng ta sử dụng hai cái modal verb khác nhau là didn't need to và needn't have trong cái tình huống này không nào? The hotel provided towels, so I didn't need to take. I needn't have taken any. Chúng khác nhau như thế nào? Chúng ta cùng xem đáp án nhé. Didn't need to take. Khi chúng ta dùng cụm didn't need to take thì thể hiện là it was unnecessary to take towels as they were provided by the hotel. Chúng ta không cần thiết phải đem theo những cái khăn bởi vì khách sạn đã cung cấp cho chúng ta những cái khăn đó. Nếu chúng ta dùng needn't have taken thì chúng sẽ mang nghĩa I packed some towels, but it was unnecessary as the hotel already provided. Đối với ngữ nghĩa thứ hai là tôi đã đem theo những cái khăn rồi, nhưng điều đó không cần thiết bởi vì khách sạn đã cung cấp những cái khăn. Thì một lần nữa, trong trường hợp needn't have taken thể hiện thêm một tầng ý nghĩa là chúng ta đã làm một hành động gì đó rồi. Trong trường hợp này là đã đem theo những cái khăn rồi. Now let's do a complete practice with exercise number 1 on pages 121 and 122, Grammar Builder. You need to choose the correct modal verbs between A and B in order to complete these sentences for the situations from number 1 to number 8. Đối với bài tập số 1, trang 121 và 122, các bạn cần phải chọn cái động từ khiếm khuyết trong quá khứ đúng với những cái tình huống từ 1 đến 8. Okay, you can pause this video for a few minutes to complete the exercise and then we'll check the answer together. Are you ready to check the answers? Let's begin. Number one, Pete isn't here. He can't have got my email. Câu số 1 này, Pete không có ở đây. Và đây cũng là một cái thông tin để chúng ta có thể suy diễn ra cái câu tiếp theo. Anh ấy không thể nhận được cái email của tôi. Và với modal verb can't have này dùng để thể hiện một cái thông tin, chúng ta suy diễn một cách logic từ một thông tin khác.
Number 2. My parents aren't very happy. I shouldn't have lied to them. Ba mẹ tôi không có được vui. Tôi đáng lẽ ra không nên nói dối với họ. Shouldn't have được dùng để thể hiện một cái hành động, một cái hành vi mà chúng ta cho rằng đúng, hoặc ở trong trường hợp này là cái hành vi sai. Number 3. Is your cousin driving into town? She could have offered us a lift. Anh em họ của bạn không phải đang lái xe vào thị trấn hay sao? Cô ấy có thể đã cho chúng tôi đi nhờ. Ở đây với câu cảm thán thì mình sẽ dùng could have để nói về cái ý nghĩ của mình, một người nào đó nên làm một hành động nào đó. Number 4. The concert hasn't started yet. We needn't have rushed to get here. Cái buổi hòa nhạc nó chưa có bắt đầu. Chúng tôi không cần phải vội vã đi đến đây. Với needn't have thể hiện một cái hành động chúng ta đã thực hiện rồi, nhưng nó không cần thiết. Number 5. We haven't seen Zoe recently. She must have gone on holiday. Với thông tin, chúng tôi không có nhìn thấy Zoe dạo gần đây. Chúng ta có thể dựa vào thông tin này để suy diễn ra một cái ý mà chúng ta khá là chắc chắn là cô ấy chắc hẳn đã đi nghỉ lễ, đã đi nghỉ, đi du lịch rồi. Number 6. I already had some stamps, so I didn't need to buy any. Tôi đã có một số những cái con tem rồi, cho nên tôi không cần phải mua thêm. Didn't need to thể hiện một hành động không cần thiết phải làm. Number 7. If you sent her a text earlier, she should have read it by now. Nếu bạn đã gửi cô ấy một cái tin nhắn lúc trước rồi, cô ấy có thể đã đọc vào lúc này rồi, cô thấy đã đọc tin nhắn đó rồi. Should have read, should have dùng để thể hiện một cái hành động mà chúng ta cho rằng nó đã diễn ra rồi. Number 8. Why is the cafe closed? It was supposed to have opened by now. Tại sao cái quán cà phê lại đóng cửa? Nó đáng lẽ ra phải mở cửa rồi đấy chứ. Với cụm was supposed to cũng để diễn tả một cái tình huống, một cái hành động mà chúng ta nghĩ rằng nó đáng lẽ ra đã diễn ra rồi. Now with exercise number 7, we are going to try to complete these sentences with the suitable modal verb and with the correct form of the verbs in the brackets as well. Từ câu 1 đến câu 4, các bạn sẽ cần phải chọn một cái động từ khiếm khuyết phù hợp đi chung với cái động từ ở trong ngoặc, và các bạn nhớ chúng ta sẽ đưa cái động từ trong ngoặc về đúng cái dạng của những động từ này nhé. Từ câu 1 đến câu 4, các bạn thử dành thời gian mình hoàn thành những câu này trước và thầy sẽ cho các bạn xem đáp án của phần bài tập này. Number 1. Dan looks tired. Dan trông có vẻ rất là mệt. Do có thông tin Dan trông có vẻ rất là mệt, chúng ta có thể suy diễn ra thông tin sau đây. He must have slept badly last night. Anh ấy chắc hẳn đã ngủ, đã có giấc ngủ tồi tệ tối qua. Number 2. Luckily, Ella gave me her spare ticket. Thật là may mắn, Ella đã đưa cho tôi cái vé dư, cái vé thừa của cô ấy. Cho nên, tôi didn't need to buy one. Cho nên, tôi không cần phải mua thêm một cái. Number 3. I'm not certain, but I... Tôi không có chắc. Thì, ở đây cũng là một dấu hiệu nhận biết để các bạn đưa ra một cái suy đoán mà mình không có chắc chắn lắm trong quá khứ. Đó là I might, may, could have left my passport at home. Tôi có lẽ đã để quên cái hộ chiếu của mình ở nhà. Và cuối cùng, number 4, the restaurant's empty. Cái nhà hàng nó vắng người. We needn't have booked a table after all. Chúng ta có lẽ đã không cần phải đặt bàn rồi. Ở đây chúng ta có cụm after all để thể hiện một cái hành động chúng ta đã làm rồi, nhưng đáng lẽ nó không cần thiết. Cho nên ở đây mình sẽ dùng needn't have booked. And now we have come to our final exercise. Exercise 8.
Speaking. Work in pairs. Take turns to be A and B. Student A, tell student B about a situation below. Student B, listen to student A and respond using past models. Với bài tập số 8 này, các bạn sẽ chia vai ra. Một bạn sẽ là A, một bạn sẽ là B. Bạn A sẽ nói với bạn B về một trong những cái tình huống ở sau đây. Và bạn B sẽ nghe và trả lời bạn A, hồi đáp với bạn A. Sử dụng những cái động từ khiếm khuyết trong quá khứ mà chúng ta đã học. Chúng ta cùng xem qua những tình huống mình có trong bài tập này nhé. Number 1. My best friend isn't talking to me. Bạn thân nhất của tôi đang không nói chuyện với tôi. Number 2. My brother thinks he saw a ghost yesterday. Anh trai hoặc là em trai của tôi nghĩ rằng anh ấy thấy một con ma ngày hôm qua. Number 3. I haven't got any money at all this month. Tôi không có đồng nào trong túi ở trong tháng này cả. Bây giờ các bạn thử role play. Một bạn là A, một bạn là B và chúng ta luyện tập cái conversation này với nhau nào. Thì để hỗ trợ các bạn, đây là phần gợi ý của thầy. Đối với situation 1, đối với tình huống đầu tiên. My best friend Susan isn't talking to me. I'm really worried because I don't know what I did wrong. You might have accidentally offended her somehow. You could have asked her if there was a problem earlier. You should have tried to resolve any misunderstandings right away. Đối với tình huống số 1 này, các bạn có thể diễn đạt cái tình huống như sau. Bạn thân Susan của tôi không nói chuyện với tôi. Tôi rất là lo bởi vì tôi không biết là mình đã làm gì sai. Và bạn kia có thể hồi đáp rằng bạn có thể đã tình cờ làm cho bạn đó bị tổn thương. Bạn đáng lẽ ra nên hỏi nếu bạn nếu có một cái vấn đề gì đó đã xảy ra sớm hơn. Và bạn cũng nên giải quyết những cái hiểu lầm, những cái mâu thuẫn ngay lập tức. Ở đây chúng ta có thể dùng một số cụm như là might have, could have và should have để có một cái phản hồi cho bạn mình. Tình huống số 2. My brother Alex thinks he saw a ghost yesterday. He's been really scared since then. Alex might have been half asleep and dreaming. He could have misinterpreted something he saw in the dark. Anh trai Alex nghĩ rằng anh ấy đã thấy một con ma ngày hôm qua. Anh ấy rất là sợ kể từ đó. Và bạn mình có thể phản hồi là Alex có thể đã nửa mơ, nửa tỉnh và đang mơ màng. Anh ấy có thể đã nhìn thấy một cái điều gì đó và anh ấy đã nhìn nhầm nó. Ở đây chúng ta đang đưa ra những cái dự đoán với những cụm từ là might have và could have. Và tình huống cuối cùng. I haven't got any money at all this month. I'm really struggling to pay my bills. You might have overspent on unnecessary things. You could have planned your budget more carefully. You should have kept track of your expenses throughout the month. Tôi không có tiền trong túi một đồng nào cả vào tháng này. Tôi rất là khó khăn để có thể trả những cái hóa đơn của tôi. Thì mình có thể đưa ra một cái dự đoán, một cái suy diễn. Đó là bạn có thể đã tiêu quá nhiều vào những thứ không cần thiết. Một điều bạn nên làm là bạn nên có kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý hơn. Và bạn nên giữ một số những cái list, một cái danh sách, những cái chi tiêu của bạn trong suốt sáng vừa rồi. Với những cụm từ might have, could have và should have, chúng ta có thể đưa ra những cái dự đoán và một điều, một cái hành vi mà bạn mình đáng lẽ ra nên làm. That is the end of our lesson today. I must say that this is not an easy lesson, and I think that you should review everything carefully, especially the rules regarding models in the past, needn't have and didn't need to.
Và đó là phần kết thúc của video bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta cũng có khá là nhiều những cái quy luật liên quan đến ngữ pháp về những động từ khiếm khuyết ở quá khứ. Các bạn nhớ ôn tập lại cho thật kỹ để chuẩn bị cho những cái bài tập trong tương lai nhé. Thank you for watching and see you again in our next video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.